Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ 16. Dự họp có ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo sở ngành liên quan. Tại cuộc họp, các vị đại biểu đã báo cáo văn bản về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13 ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 2020-2024, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, quy định chính sách khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, điều chỉnh nghị quyết số 82 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời thẩm tra văn bản tờ trình số 104 ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và thẩm tra văn bản một số nội dung về sửa đổi bổ sung nghị quyết tờ trình khác. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với quy định pháp luật và định hướng của tỉnh, đồng thời thống nhất các văn bản chuẩn bị trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thứ 16 sắp tới. Sáng nay ngày 4 tháng 10 tại huyện Mỹ Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Vương Quốc Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành có liên quan và địa phương. Tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2023, đã thực hiện chi trả đền bù giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 117 ha, đạt 93%. Toàn huyện còn 55 trường hợp chưa chi trả với diện tích 9,46 ha, trong đó 38 trường hợp chưa được phê duyệt và 17 trường hợp chưa nhận tiền. Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích trên 113 ha, đạt 90%. Tại buổi làm việc, địa phương và các đơn vị có liên quan đã làm rõ những khó khăn vướng mắc đối với các trường hợp chưa đồng ý phương án, những hộ chưa nhận tiền, hộ đồng ý nhưng chưa phê duyệt phương án và phương hướng giải quyết cụ thể. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Mỹ Tú trên cơ sở những kết quả đã làm được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và theo dõi sát sao tình hình để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nêu rõ trách nhiệm của địa phương và các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn huyện Mỹ Tú. Chiều nay ngày 4 tháng 10, huyện ủy Mỹ Tú tổ chức họp ban thường vụ huyện ủy để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Tuân, Bí thư huyện ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thống, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Mỹ Tú đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Qua đó, đạt được kết quả khá toàn diện. Trong 18 chỉ tiêu đến nay có 3 chỉ tiêu đạt 100%, 7 chỉ tiêu đạt trên 85%. Sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi để nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, tổng vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện quản lý trên 73,8 tỷ đồng, bố trí 26 danh mục công trình, đã giải ngân đạt trên 71% kế hoạch vốn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn hạn chế còn tồn tại và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, cho ý kiến về tình hình thực hiện nông thôn mới, thu ngân sách, thực hiện vốn đầu tư công, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện để chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.